Quang Linh Vlog gặp biến cực căng ở châu Phi không kịp về nước hội ngộ Thủy Tiên. Giữa lúc đang làm ăn phát đạt, mới đây, tình tin đồn Thủy Tiên lại khiến nhiều người lo lắng khi bất ngờ than thở toang. Khi được mọi người hỏi thăm, anh tiết lộ nguồn thức ăn chính cho dê là cỏ hiện đang khan hiếm. Nhắc tới Quang Linh Vlog, người ta lại nhớ ngay đến một chàng trai xứ Nghệ giàu lòng nhân ái với nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa ở châu Phi. Thời gian gần đây, anh chàng càng được quan tâm hơn khi thực hiện dự án trang trại tại Angora. Với dự án tiền tỷ này, Quang Linh cho biết sẽ dành toàn bộ lợi nhuận để làm từ thiện. Sau vụ mùa đầu tiên, Quang Linh đã khiến nhiều người phải suýt xoa ngưỡng mộ bởi từ một khu đất bỏ hoang, anh chàng đã cải tạo, xây dựng lên một trang trại rộng lớn, không chỉ trồng nông sản mà còn chăn nuôi. Từ đó tạo được nhiều công ăn việc làm cho bà con Angora. Tuy nhiên, trong clip mới nhất trên trang YouTube cá nhân, anh chàng lại tiết lộ trang trại buộc phải ngừng nhập thêm dê khiến nhiều người lo lắng. Nguyên nhân là bởi hiện tại không đủ nguồn thức ăn cho dê. Quang Linh vốn dự định sẽ trồng cỏ lai voi ở trang trại để lấy thức ăn cho dê. Tuy nhiên, khu đất này gặp phải một số vấn đề, có quá nhiều rễ cây ăn sâu nên việc cải tạo mất rất nhiều thời gian. Quang Linh cũng tính đến phương án trồng cỏ ở chỗ khác, nhưng vì xây dựng theo mô hình trang trại nên anh đã quy hoạch tổng thể từng khu riêng. Mình đang định hướng theo kiểu trang trại nên là nhìn nó cũng phải đẹp một tí ấy các bạn, nên là mình phải phân chia rõ ràng trồng trọt và chăn nuôi, rồi trồng cỏ cho dê, sau này còn có cả bò nữa. Bò thì đã tiến hành làm chuồng rồi, mình sẽ nuôi ở phía trên này hết qua một cái dòng suối. Xuống dưới kia là toàn nông sản không, mình đã tính hết rồi nhưng cũng phải triển khai dần dần. Bên cạnh đó, chàng trai xứ Nghệ cũng rút ra được một bài học trong quá trình làm nông nghiệp là phải kiểm tra đất thật kỹ trước khi tiến hành làm. Hôm trước vào là sai lầm của mình không kiểm tra đất trước khi bắt đầu làm. Đó là bài học đắt giá nhất trong cuộc đời làm nông nghiệp của mình. Đây các bạn xem, rễ cây này. Cái này dính đâu đó mấy chục hecta. Bây giờ phải tập trung gom cái rễ này đi. Đến mùa vụ thứ hai khoảng 3 tháng nữa thì mới hoàn thành được. Thực ra bây giờ cũng có máy móc rồi, nhưng mà rễ cây quá nhiều không thể nào mà gom nhanh được. Số lượng dê mình đang ngừng nhập vào vì lượng thức ăn không có cho dê. Đáng lẽ mình tính cái này mà không dính đống rễ cây này thì nó suôn sẻ đối với mình rồi. Như vậy thì có thể nhập thêm dê vào và trồng cỏ lai voi rất là nhanh. Hiện tại theo Quang Linh, ở Angora đang chuẩn bị bước vào mùa mưa. Khu đất này không kịp cải tạo để trồng cỏ lai voi như dự kiến nên đành phải chờ mùa vụ sau. Anh chàng cũng tiết lộ sắp tới trang trại sẽ nuôi thêm cả bò. Hiện tại, Quang Linh đã tiến hành làm chuồng trại. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng rất phấn khích khi nam YouTuber cho biết anh đang triển khai dự án mới tìm thêm mấy trăm hecta đất để trồng ngô. Dự án này mục tiêu sẽ trồng ngô để xuất khẩu. Chàng trai Nghệ An cũng cho hay, sở dĩ anh làm như vậy thì muốn có thêm thu nhập để giúp đỡ thêm được nhiều người. Bây giờ làm cái gì cũng thế, kinh tế phải phát triển thì mới giúp được nhiều người. Chứ bây giờ kinh tế không có, tốc độ cũng chậm thì không thể giúp được nhiều người. Đó là điều mong muốn của mình, sắp tới sẽ làm bên xuất khẩu ngô, xuất khẩu nông sản. Còn trang trại này, mình đã nói từ đầu là khi Quang Linh Farm trồng được cái gì sẽ cho người dân hết. Khi mà thu hoạch bán thì sẽ lấy tiền cấp cho người dân mua giống. Sau dê mà đẻ được, số lượng nhiều mình sẽ cấp phát cho người dân nuôi. Còn khi nào họ có lãi thì họ đưa lại cái gốc cho mình là được. Còn cái dự án ngô xuất khẩu này thì sẽ mang lại kinh tế cho anh em team châu Phi. Khi có kinh tế rồi thì mới đi giúp đỡ mọi người được. Sắp tới, Quang Linh Vlog đang có dự định đưa các thành viên trong team châu Phi về Việt Nam ăn Tết và hội ngộ Thủy Tiên.